Công đài thứ nhất của lâu đài Mikati kỳ 67, giữa hai tay vợt công đài là Trần Vinh, hay gọi là Vinh Mổ, và đài chủ là Cao Trung Năm. Trong lần gặp nhau đầu tiên giữa hai tay vợt này thì lần đấy Trần Vinh đã thắng Cao Trung Năm. Bây giờ là lần gặp lại là lượt về, chúng ta hãy xem liệu đài chủ Cao Trung Năm có thể đòi được món nợ cách đây mấy tháng hay không. Bóng sau lưng 2-3. Ba đều. Bốn ba. Bốn đều. Bốn năm. Năm đều. Bon. Sáu năm. Năm bảy. Sáu bảy. Bảy đều. Vừa rồi là hai quả mổ sở trường của tay vợt công đài Trần Vinh. Bảy tám. Tám đều. Tám chín. Kéo cái đó sát lại cái lỗ đó đi. Tám chín. Mười tám. Đó là hai, chúng ta thấy là phóng qua lại rất là liên tục, hai bên rất là hiểu bóng của nhau. 19. 10 đều. 11-10 và 12-10 set thứ nhất. Như vậy tỷ số tạm thời là 1-0 cho đài chủ Cao Trung Năm.